Chào toàn thể anh em, hôm nay mình đăng một clip thứ ba. Mình sẽ đăng về một số máy móc, thiết bị, dụng cụ. Ở đây mình bắt đầu mình giới thiệu con đầu tiên là con cưa máy. Mới khoảng tầm 98% nó còn thùng, con này của Mỹ. Thì con này động cơ vẫn là động cơ hai thì, nó như cái lắp ráp của máy Nhật thôi. Nè. Bên trong nó trồng cái vũa lưỡi cưa. Đó, bây giờ mình bỏ xuống. Con này thì nó mới gần như chưa sử dụng. Ở đây thì nó con cưa Mỹ thì nó có một số thông số nữa ở đây nè. Đó. Thì đặc biệt cái chỗ này nó có một cái e, khi mình giật cái e là cái công tắc nó sẽ mở on nè. Đó, khi đóng e lại thì thôi, còn muốn tắt thì giật xuống. Nút đỏ này là nút stop và on. Đó, khi mình kéo ra nút on nó sẽ bật lên nè, đó. Nó tự động nha anh em. Đó, cò thì vẫn cò bình thường. Ở bên đây nút bơm xăng vẫn động xăng bơm tỷ lệ 1:25, vẫn còn nổ bình thường thôi. Đó. Đây nó có chỉ, thường thường á cái cưa Nhật á thì nó không có để cái thông số này, tại vì để cái này á, để cho anh em khi mà anh em vô sơn nó không có lộn. Một số khách không biết xài á là họ vô cái sơn rồi họ cắt sao mà nó không có cắt được, nó lục quá. Ở đây nó có cái khóa làm. Đó. Còn ở đây bây giờ là đây bô chưa chạy nhiêu nè, nếu bô sử dụng chạy nhiều đã cháy nấm đen hết trơn rồi, đầu bò bên trong rất là mới, con này nồng khoảng nồng 40. Đây mở máy cho anh em xem, khi mình dựng lên thì cho bô e lên bắt đầu mình bơm xăng. Đó, khi nổ đóng e lại. Ở đây á thì nó có một hệ thống treo, nó có hệ thống treo một cái lò xo ở đây nè, đó. À, bên này nó cũng có lò xo nè, dưới này cũng có lò xo đế nữa, bên này nó cũng có lò xo nữa. À. Rồi con này mình bán giá là cho anh em xài và sưu tầm thì giá là 4,5 triệu chưa ship. Rồi con này thì lam của nó là lam 40 nha anh em, lam 40 thực sự nó lam 45 á, tại vì nó còn cái cốt bên trong nữa. À. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu với anh em cái bơm chìm. Bơm chìm này điện 100V, mã đầu tiên là mã C1, giá 1,25 triệu. Con này điện 100V 400W, nó sử dụng ống 40. Đây dây điện zin nó còn luôn, mình đã test máy rồi. Ở đây nó còn sợi dây để mình câu dây, mình không nắm sợi dây sẽ bị giật mát à, nó sợ bị lỏng dây chui đây. Khá là mới, khá là nặng, những con nặng rất là bền. Sử dụng anh em sử dụng bơm chìm á, một số anh em cứ hỏi mình á là khi mà bơm chìm á cứ đặt cho nó đây, bơm chìm cứ đặt cho nó ngập nước vậy thôi được không, máy xài bền không. Anh em đừng có suy nghĩ như vậy, bơm chìm á là anh em phải đặt nước phải ngập qua cái bơm để chi nước nó giải nhiệt cái thân nè, thân nó chạy nè. Chứ mà khi mà nước mà mình chỉ bơm chìm á, mình chỉ nước chỉ để phần này thôi là nó nóng phần trên này, dễ cháy bơm chìm. Cái thứ hai nữa, khi anh em xài á, xài cái bơm chìm á là anh em hạn chế kéo sợi dây dài quá trời dài, khoảng tầm 30 mét, tại vì khi mà dây dài á là cái ampe nó lên cao lắm, bơm nó dễ cháy, dây nó rất là nóng, kể cả anh em xài dây KDV mà dây KDV tốt cũng vậy nữa. Rồi con này mã C1 giá 1,25 triệu. Cái máy thủy bình, này mới khoảng tầm 98%. Đây máy thủy bình này là máy thủy bình này mới 98%, nó còn cháy dội nè, còn cháy dội nè, còn đầy đủ hết. Đây
button sao bằng đầy đủ. Mình đã mở ra mình coi rồi, nó còn đầy đủ hết các chức năng đó. Mở lock khóa, kể cả mình dòm bên cái tia này thì xuống coi cái bọt nước ở dưới này, nhiều khi mình đang cân máy á, mình dòm coi nó có cái bọt nước nó có lọt không đó. Còn bên đây á, là chỉnh cái góc độ nó bao nhiêu anh em xem đó. Máy khá là mới. Cái máy này á, thì mã là mã C2, bán giá là 1.4 triệu. Mã C2 nó bao gồm là cả cái chân mia đó, cái chân mia bên đó luôn, chân mia và máy luôn, thì mình bán là 1.4 triệu chưa ship. Đó, anh em mà có nhu cầu liên hệ mình. Theo là mã C3. Mã C3 này á, là mình 800.000 chưa ship. Nó là cái đóng mặt đạn, khi anh em xài á, anh em đóng mặt đạn mà sợ nó sau này xài mà nó hư á, khi mà anh em vô mặt đạn á thì anh em để này xuống đóng vô nhanh hơn. Còn anh em, một số anh em á, vô mặt đạn á, mà lấy cái cây cái đóng đục bông tu á đóng á thì sẽ bị hấy á, vô lại hơn rất nhiều. Nó có được ba cái đóng, nó có ký hiệu của tên hết trơn. Bên này nó có luôn rồi. Rồi anh em nào có liên hệ với cái này, mã C3 giá 800.000 chưa ship. Con C4 này là con Hilti. Hilti này là có điều tốc. Ở đây là nó điều tốc 6 cấp. Điều tốc 6 cấp luôn. Ở đây nó có nút này, nút là nhanh nè. Khi anh em xài anh em có bấm mà có sự cố anh bấm tắt nhớ thì nhanh. Đó. Nó chỉ cần khều xuống thôi. Rồi, con này là mã của nó là mã C4 giá 1.1 triệu chưa ship. Tiếp theo là con Sanche cho mấy anh thợ tiền đó. Con này có từ ở đây, nó có từ ở đây là, thì khi mà Sanche thì cái cần này mình tùy mình chỉnh ra vô bẻ lên xuống thế nào đó tùy anh em xài đó. Ví dụ như anh em xài thì trong quá trình anh em xài thì nó sẽ Sanche nó biết độ lọt là bao nhiêu đó. Con này từ còn mới, khá là mới luôn. Con này là con này là mã C5 C5 mình bán con này với giá 1.3 triệu chưa ship nha anh em, còn khá là mới. Đây đồng hồ này, tên tuổi đầy đủ. Rồi đây là mã C6 này á, là một cây mỏ lết của Mỹ mà xưa lắm rồi. Con này thì là nó là đây, đo cho anh em xem luôn. Nó dài 41 cm. Con này cho anh em sưu tầm thôi chứ con này nó cũng không có gì hết trơn á, tại vì mình thấy lạ quá mình mua. Rồi con này của Mỹ, nguyên thân nhôm nó là giá là 600.000 C6, 600.000 chưa ship. Theo cái ống bơm inox, con này thì C7 giá 700.000 chưa ship đó, cho anh em xài thì trong quá trình mình ship gọn là được, còn không thì mình một mình ship gọn, hai là mình thụt xuống nè. Dính cái tem mà C7 giá 700.000 nha anh em. Rồi lại dính tem cho dính luôn đi. Đó, mình vô cái khớp như này nè. Đó, nó vô cái khớp như này. Thì khi anh em đứng nè, anh em bơm, nó có thế cho anh em bơm. Đó. Xin lỗi, đánh cho băng cho này nè. Đó, nguyên cái chữ cho băng. Đó. Thì ở đây nó có đầu này bơm mà mình bơm xe đạp vẫn được, bơm 2-3 loại tùy anh em. Rồi, con anh em con này là giá C7 mã 700.000 chưa ship tại inox. Là một cây đội một chân. Con này mã C8 giá 500.000 chưa ship. Con này của Siben. Tải trọng của nó là 745 kg. Con này dùng cho xe ô tô 4 chỗ thôi. Đó, nó khá là mới. Một chân thôi. Một số anh em xài xe Honda thì họ
họ cũng mua cái này, họ về họ để họ nâng cái đầu bò chẳng chỗ cái lóc mái lên chổi lên để tháo bánh đầu cũng được. À, rồi con này giá là xe 8 giá 500.000 chưa ship. Tiếp theo là C9 một cây bấm cót, cây kèm bấm cót đây, nó hiệu bên đi của Gia Băng. Con này nó có các thông số bên đây nè, bên trên nè đó, 14 P4, 22 P5, 26 32 26 32 đó, ở đây nó có những cái đầu thông số bên đây nè, đó 14 nè, 16 32 nè đó, anh em bấm thì con này thì anh em có nào có nhu cầu đúng chức năng sử dụng nó thì liên hệ mình đó. Rồi giá con này mã C9 tới 600.000 chưa ship, mình đo tổng chiều dài xem cho anh em xem, nó dài là khoảng tầm 27.5 cm. Tiếp theo là mã C10, C10 là cây một cây kiềm cắt ton của Mỹ, con này cắt tay trái đó. Đây tem nó còn đẹp vậy đó. C10 giá 650 chưa ship, cắt tay trái nha anh em. Cái này chiều dài của nó đây, nhiều đây, 23 cm tay trái, răng nó còn rất đẹp nè, còn sọc do vân do nia nè, hai bên nè đó, chưa có mài nha anh em. C11 là một cây 3/8, tay quay 3/8 của Mỹ đây, am trong USA. Cây này tổng chiều dài của nó là 44 cm. Con này thì nó là mã C11 giá 400.000 chưa ship. Một số anh em thì ta cầm quay đó, cầm quay như thế này đó. C13 là một cây ghép cành tay trái tay phải luôn, xài một đầu tay trái một đầu tay phải, thì con này tổng chiều dài nó là 30 cm. Cái này C13 giá 480 chưa ship. À, cái này tay trái tay phải tùy anh em mỗi người xài khác nhau đó, mình tay trái bên đây tay phải bên đây thì sưu tầm thôi, 480. C12 này là con này thì giá 280.000, cây ba Gia Băng, con này là tuốt dây điện đó, anh em gài là gắn đây đó, buông gài còn không thì xài đây kẹp tuốt, anh em xài tùy anh em xài tuốt, nó có dây trên này đó. Gia Băng mã của nó là VWS008. Tiếp theo là một cây C14 là 550 chưa ship. Cây này cây nó lai giữa cắt ton với cắt cành đó, thì cái này mình nghĩ cắt là ton mỏng anh em đó, của hãng Siwit. Cái này thì khá là con liền lạc thôi, giá 550 chưa ship, gửi rất là bán. Cắt ton mỏng, cắt cành nhỏ nhỏ đó, của này của Siwit, của Thị Điển nè, Fico nè, của Fico trên này nè. Tổng chiều dài cây này á, là nó 20.5 cm. C14 giá 550. Đây thì hai cây dao bỏ túi thôi. Hai cây dao bỏ túi này thì cây này thì mình bán của Nhật, thì mình bán thấy nó đẹp quá thì mình lấy thôi, bán giá cho anh em là giá con này thì 250 chưa ship, 250 bao ship đi, 250 bao ship cây lớn. Còn cây nhỏ này thì giá 200.000 đi, 200.000 bao ship luôn. Rồi đẹp, móc khóa treo là móc khóa. Còn tiếp theo ở đây á, lúc trước á, mình mua cái này là mình cũng sưu tầm thôi, cũng ghiền thôi. Mua cái này đầu tiên nó thấy gặp mini nó cũng đóng, mà mình xài buổi giờ đâu có ai mà xài cái cây thước cây này như thế này. Nhưng mà vô tình á, lúc mà mình xem trên YouTube cũng ở nước ngoài á, người ta tại sao ta xài thước cây, là một số nước ngoài ta ép cót á, những cái đầu cót lớn như nè, là cái nguồn điện 3 pha họ rất là mạnh, họ nếu mà mình đưa cái thép này vô là nó phóng điện nè, là giật cái người sử dụng, nên nó người ta mới xài, là ta đưa cái thước này ở đây, nó có khớp kim loại nè để chống hư cái đầu này đó. Họ đưa cái này vô để họ đưa cái đầu cót để kiểm tra cái đầu cót, thì khi cái thước cây nè nó sẽ không phóng điện đó. Còn mình đưa cái thước sắt vô nó phóng điện, nên là biết vậy đó. Cây này thì giá nó chát nha anh em, mình ở đó mình mua mình cũng sưu tầm đó, bây giờ anh em nào muốn sưu tầm thì lấy lại, mình bán là C15 giá là 650 chưa ship, của Đức đàng hoàng luôn, hai bên rất là đẹp đó, chữ nó nè. C16 là một cây cắt ống đồng cho anh em
đó, giá C16 giá 250 chưa ship. Nó còn cái độ cạo ống nè, cạo ba dớ nè, cạo ống, cạo ống với có lưỡi cắt, lưỡi cắt còn liền lạc, 250 chưa ship. C14 với C16. Tiếp theo là C17. C17 là đóng chữ 6 ly. Con này của Đức. Này 6 ly số thôi. Con này mình bán C17 bán 550 thôi, không bán 600, bán 550 cho anh em thôi. Đó. Bên đây nó đóng gặp mini nè. Đó, nó gặp mini. Đó. 550. Rồi, số này là 550 thôi, C17 nó giá 550. Còn C18 là con dao thép 3 lớp. Ở đây nó có cái hình anh thợ rèn nè. Ông thợ rèn ông đang ngồi nè. Đó. Có 3 lớp, ở đây nó lưỡi nó có cái vân, có vân răng cưa lưỡi nè. Đó, bên đây 3 lớp nằm ở giữa này. Bên đây nó có mặt như là cái mặt bên đây chống dính chống sét của nó, bên đây nó ép vô, bên đây nó có cái gân bên ngoài, anh em nhìn ngoài nó giống như là cái lưỡi Damocles vậy đó, nhưng mà nó không phải đâu. À, con này mình bán C18 giá 750 chưa ship. Cực kỳ bán nha anh em. Cực kỳ bán luôn. Còn mình cực kỳ là bán, để mình lấy đỡ dưới này đi. Bây giờ tiếp theo mình lấy con C20 thử coi. C19 đi, C19 sẽ tiếp tục là C18 với C19. C19 là mình bán cái này là giá một cái hộp mài giá 350, tại vì con này là viết cho những anh em bên hội họa, họ vẽ chữ đồ mấy ông đồ đó. Ở đây có cái con dấu nè, nó chưa sử dụng nè. Tại anh em xài thì về mỗi người có một cái mộc riêng của mình, tự về tự đem đi ngoài khắc. Cái đầu mài mực 350 chưa ship. Đó là C19. Tiếp theo là C20. C20 này thì nó đủ hơn. C20 mình bán giá 600.000 chưa ship. Thì nó bao gồm dẫn hai cây viết, rồi nó có một cái bộ chữ này mình cũng không biết làm cái gì luôn. Ở đây một cái mộc này, cái chuyện chưa vẫn chưa đóng luôn, bằng đá. Cái này bằng đá nha, cái kia cũng bằng đá nha anh em, chứ không phải bằng mừng nhựa nha. Đó. Bên đây nó còn cái mực, một cái mực đỏ của nó. Đó, cái kia nó mất cái mực đỏ thôi. Mình bán 350, còn cái này đủ hết. Thì mình bán giá là 600.000 chưa ship. Đó. Đây là C20. C20 giá 600.000. C21 là bộ Blue Pond. Con này là giá 1.8 triệu, cần 3/8 cho anh em nào sưu tầm thích đồ mới hàng hiệu. Đó, đồ này, bộ này thì cũng tương đối là hiếm. Đó, ở đây thì nó cần 3/8. Đó, nó chi tiết nó rất là sắc sảo như anh em. Ở đây nó có cái bộ này nè, cái tay mình nắm nó không có tụt, nó rất là chắc tay nè, cái thế tay mình nắm vô nè, nó rất là chắc. Ở đây nó có một cái nối. Đó. Bên trên thì lục giác, còn bên dưới là con bông. Đó, tiếp bông. Bên đây nó có hai cái tiếp nữa, là cái tiếp 21 cho mở bui, và cái tiếp 3/8 này là khoảng tầm 16 á, không đúng rồi, chắc tầm 16 quá. 3/8 16. Đây nó mở bui luôn nè. Hai 16 đây đúng rồi. À 16 để mở bui Mỹ, mấy bui mà nhỏ nhỏ. Đó. Ở đây thì nó có một cái con bộ này chưa sử dụng nha anh em. Ở đây nó chống tuôn, phải dính cái rồi, dính đây. Gắn đây. Lubon. Mở tiếp 17 Lubon. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em sưu tầm thì con này mã của nó là C21 giá 1.8 triệu chưa ship. Đây nó còn thông số bộ đổ đủ thông số của nó đây. Đúng luôn, không mất một chi tiết nào hết. Không thì anh em mở lục giác bông, cái tán bông mình á, tán bông mình á thì gắn vô. Căng nhuyễn nha anh em. Rồi mình đảo chiều. Đó, rất là đẹp, đảo chiều, lúc đảo chiều cũng rất là đẹp nè. Chi tiết nó đẹp từng chi tiết. Giá 1.8 triệu chưa ship. Tiếp theo là con này là C22 giá 580 chưa ship. Nó cũng là bộ 3/8 nữa, mới chưa sử dụng luôn. Con này là của Nhật thôi. Đó, 3/8 của Nhật.
Dạ, trong những anh em ta để mua cho người, nhiều khi phụ nữ ở nhà ta xài, ta cần thiết ta mở cái gì đó, à, ta mua cho vợ ta xài đó. Cái này đó, cái là gì chưa sử dụng luôn. Con này đó, nó cũng đồ mỏng thôi. Nó có một cái hệ mili nè, 10 mili nè. Ở trên này nó có hệ in luôn. 7 phần máy, nó có vừa cái hệ in và hệ mili hai trên này. Đó, nó có cây vít mở, cây nối, rồi cũng một cái 3/8 này nè. Đó, tiếp 3/8 để mở đồ mili nè. À, rồi anh em có nào lấy con này thì giá là mã là mã 22, giá 580 chưa ship. Tiếp theo là một cái nón cho anh em chơi bầu dục, nhưng mà cho trẻ chơi, cho em chơi đội lên đầu nè, chưa sử dụng luôn. À, con này thì mã C23 giá 600.000 chưa ship, của Nhật. À, đúng của Nhật, hàng chuẩn Nhật nha anh em. Đó, đội trên đầu chơi để bảo hộ cho trẻ em ở nhà có chơi, tem nó còn luôn. Đó, mã C23 giá 600.000. Ở đây thì mình có thêm hai cái nón của Mỹ. Đó, nón quân đội của Mỹ. Nón này thì dòng đầu của nó thì dòng đầu 56. Thì mình cứ đội 56, dòng đầu ai muốn đội được cái nón này thì phải đầu này hơi nhỏ nha. Size nón đầu hơi nhỏ, đầu mình thì đội vừa. Đó, tại vì cái nón là nón của Mỹ. Đó, giá con này mình bán con này là 600.000 chưa ship. 600.000 chưa ship. Anh em sưu tầm đội thì lấy con này. Mình muốn kiểm tra, mình lấy cái thước á, thước dây á, mình đo trên vòng đầu của mình nó 56 cm, là ai đã đầu 56 cm là xài được. À, nón cực kỳ dễ thương. Đúng là nón Mỹ nha anh em, chứ không phải hàng là hàng nhái nha. Ở đây cũng vậy, ở đây con này thì dòng chỉ có 50, con này dòng 54 thôi. 54 thì ai có em bé nhỏ nhà thì mua được. Dòng 54 nhỏ hơn tí xíu thì dòng trở thành dòng giống dòng em bé rồi. À, cái nỉ của nó nè, nỉ zin của nó nè, mã của nó nè. À, nón này thì 500.000 chưa ship. 500.000 chưa ship cái nón này. Mấy nón này gần như là chưa sử dụng hết nha anh em. Mã của nó đầy đủ hết. Rồi con này thì 600.000, 500.000. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình, điện thoại mình. Rồi cảm ơn anh em.